Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế trưa ngày 11 tháng 7 cho biết có thêm 633 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa, Vũng Tàu. 632 ca ghi nhận trong nước bao gồm tại thành phố Hồ Chí Minh 600, Bắc Giang 9, Hà Nội 6, Hưng Yên 3, Bà Rịa Vũng Tàu 3, Ninh Thuận 2, Hà Tĩnh 2, Bình Thuận 2, Bình Định 1, Đắk Nông 1, Lâm Đồng 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 1. Trong đó có 482 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay 25.615 ca. Trong đó có 6.430 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 12 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam, Lào Cai. Sáng ngày 11 tháng 7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, từ 6 giờ ngày 10 tháng 7 đến 6 giờ ngày 11 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.403 trường hợp dương tính, phần lớn là trong khu vực cách ly phong tỏa. Ngoài ra có 172 trường hợp tầm soát, sàng lọc tại bệnh viện và 272 trường hợp đang điều tra bổ sung thông tin. Theo ông Phong, thành phố chuẩn bị sẵn sàng phương án điều trị với 50.000 giường, khảo sát đưa vào sử dụng các khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến, các khu điều trị bệnh nhân có triệu chứng nặng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy nhanh hơn công tác xét nghiệm, lường trước các điểm có tỷ lệ F0 cao để có phương án hướng dẫn kịp thời. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cần làm việc với Bộ Y tế để xem xét điều chỉnh thời gian điều trị F0 tại các bệnh viện dã chiến. Hiện nay, thành phố đã triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà. Điều quan trọng khi thực hiện phương án này là phải làm sát với thực tiễn, kịp thời hướng dẫn các biện pháp để người dân an tâm. Ngày 11 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Bầu Bàng, Bình Dương cho biết đã vận động công nhân tại nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn Ambass International, khu công nghiệp Bầu Bàng trở lại nhà máy để xét nghiệm truy vết COVID-19 theo quy định. Ngay trong đêm 10 tháng 7 và rạng sáng ngày 11 tháng 7, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 600 công nhân và đang tiếp tục mở rộng lấy mẫu cho các công nhân còn lại. Trong sáng ngày 11 tháng 7, nhiều công nhân đã trở lại nhà máy để lấy mẫu xét nghiệm. Trước đó, nhiều đoạn video được đăng trên mạng xã hội ghi cảnh công nhân một nhà máy bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ, xô cổng để bỏ chạy ra ngoài. Chiều ngày 10 tháng 7, khi nghe tin có một ca kiểm tra nhanh dương tính, công ty tạm thời đóng cổng nhà máy để lấy mẫu. Lúc này là giờ tan ca của nhiều dây chuyền trong công ty, nên một số công nhân không giữ được bình tĩnh, một số người xô cổng bỏ chạy ra ngoài. Nhằm đảm bảo thực hiện tốt chỉ thị 16 của chính phủ, những ngày qua lực lượng chức năng các địa bàn trên thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý tình trạng người dân không tuân thủ công tác phòng chống dịch, nhất là các hộ kinh doanh thức ăn ở hai bên đường. Góc đường Dương Quảng Hàm, Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp là một trong những điểm nóng về tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Tuy nhiên, khi được chính quyền tuyên truyền nhắc nhở, giờ đây khu vực này đã ngưng toàn bộ hoạt động buôn bán tuân thủ công tác phòng chống dịch. Chấp hành thì bây giờ là chỉ thị thành phố đưa ra thì phải chấp hành thôi. Chấp hành chỉ thị thôi chứ biết làm nào. Đó là toàn cả nước chứ không phải đâu riêng mình. Cụ thể là bán đất chú chấp hành như thế nào? Chấp hành là bây giờ dẹp hết rồi, không bán nữa. Bây giờ phòng trọ thuê mặt bằng thuê là bị ảnh hưởng đến kinh tế rồi. Bị 2 tuần này là tiền phòng trọ, tiền mặt bằng, ăn uống hàng ngày. Rồi con cái ăn học nó cũng khó khăn đấy chứ không phải là chuyện thường đâu. Chị bỏ mối. Mà hôm nay những quán chay buffet chay từ hiện là nghỉ hết luôn. Chị mới còn đồ ra thì phải cho chị bán hết bữa nay bữa mai hết đồ. Chứ giờ không cho bán thì đồ đem đi đâu? Điểm mới trong đợt quyết tâm phòng chống dịch đợt này của thành phố Hồ Chí Minh là tăng thêm một số nội dung theo chỉ thị 16, dừng hoạt động bán đồ ăn mang về, dừng xe ôm công nghệ, xe ôm truyền thống và cả bán vé số dạo. Trong đó cũng có nội dung xử lý người dân khi ra đường mà không có các việc cần thiết, tuy nhiên việc áp dụng vào thực tiễn gặp không ít khó khăn. Cái này cũng là một cái điểm khó cho công tác quản lý. Thực ra là các hộ dân sau khi mà được tuyên truyền vận động thức được cái việc nguy hiểm của cái bệnh dịch COVID này, tuy nhiên để mà xử phạt được những người ra đường mà không mua những cái lương thực thực phẩm thiết yếu á, thì cái này cũng là cái khó khăn trong cái việc kiểm tra và xử phạt những cái đối tượng này. Ủy ban nhân dân các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
tụ tập quá 3 người, tập thể dục tại công viên với số tiền xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Ngoài ra thì nhiều địa phương cũng lập hàng rào yêu cầu người dân ở nhà, chung tay cùng chính quyền thành phố phòng chống dịch bệnh. Trong khi các chuyên gia y tế Ấn Độ đang cố gắng đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến thể Delta Plus, thì nước này lại phải đối mặt với mối lo mới từ biến thể Kappa. Bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm biến thể Kappa, trong đó một người đã tử vong. Bệnh nhân không có lịch sử đi lại liên quan đến COVID-19. Trước đó, chính bang Uttar Pradesh cũng đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Delta Plus. Kappa là một biến thể kép của virus gây bệnh COVID-19. Biến thể này đang gây báo động đỏ khiến cho giới y khoa trên toàn cầu thúc đẩy tiến trình giải trình tự gen để giám sát sự lây lan của biến thể này. Hiện chưa xác định được tốc độ lây nhiễm biến thể Kappa vì chưa có nhiều trường hợp nhiễm, nhưng các xét nghiệm ban đầu cho thấy biến thể này có thể nguy hiểm tương tự như biến thể Delta. Ngày 11 tháng 7, Australia công bố ca tử vong đầu tiên do COVID-19 trong năm nay và 77 ca mắc mới tại bang New South Wales là số ca mắc mới trong ngày cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Giới chức bang New South Wales dự báo số ca mắc mới tại bang đông dân nhất của Australia sẽ vượt 100 ca ngày 12 tháng 7. Ông cũng dự kiến số ca mắc trong và xung quanh thành phố Sydney sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Thành phố lớn nhất của Australia này hiện đang thực hiện lệnh phong tỏa trong 3 tuần. Với 33 trong số các ca mắc mới là lây nhiễm trong cộng đồng, nhà chức trách khả năng sẽ gia hạn lệnh phong tỏa hơn 5 triệu cư dân Sydney và các khu vực lân cận. Bộ Y tế Công cộng Cuba vừa công bố một loạt biện pháp mới đối với những người dân đi du lịch trong nước. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 nhằm khống chế dịch COVID-19. Theo đó, những người Cuba đến sân bay của các khu du lịch như là Varadero và Cayo Coco sẽ phải cách ly bắt buộc trong 14 ngày tại các khách sạn cách ly. Bên cạnh đó, những người Cuba đến các sân bay này cũng bị hạn chế về hành lý, với mỗi hành khách được mang theo một kiện hành lý. Bộ trên cũng thiết lập hệ thống kiểm tra sức khỏe bắt buộc đối với tất cả nhân viên du lịch, sân bay và giao thông khi đến và rời khỏi nơi làm việc, đồng thời tiến hành thường xuyên các xét nghiệm sàng lọc, kháng nguyên đối với những người tiếp xúc nhiều với bệnh nhân COVID-19. Ngày 10 tháng 7, Cuba ghi nhận thêm hơn 6.700 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên hơn 231.000 trường hợp. Nga ngày 10 tháng 7 ghi nhận thêm 752 người chết vì COVID-19, mức kỷ lục trong vòng 24 giờ. Đây là lần thứ 7 số ca tử vong một ngày tại Nga chạm mức cao kỷ lục trong vòng 12 ngày qua, trong khi tổng số ca nhiễm đã vượt 5,75 triệu người, đứng thứ 5 trên thế giới. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn thấp. Tính đến nay, mới chỉ 18,9 triệu người trong khoảng 146 triệu dân Nga đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ. Tại thủ đô Moscow, nơi tình hình nghiêm trọng nhất, con số này là 1,8 triệu trong tổng số 12 triệu dân. Dù vaccine miễn phí được cung cấp từ tháng 12 năm 2020, tốc độ tiêm chủng chỉ dần cải thiện sau khi Moscow yêu cầu tiêm vaccine đầy đủ cho 60% người lao động trong ngành dịch vụ tính đến giữa tháng 8. Một số khu vực khác tại Nga sau đó ra quyết định tương tự. Hiện Nga vẫn không áp dụng biện pháp tiêm chủng bắt buộc, cũng không tái áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc. Ngày 11 tháng 7, giới chức Nhật Bản cho biết nước này sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn xin cấp hộ chiếu vaccine từ ngày 26 tháng 7 tới để những người được tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID-19 được di chuyển quốc tế. Chính phủ cũng sẽ cân nhắc liệu có sử dụng chứng nhận này cho các hoạt động kinh tế trong nước hay không để đáp lại lời kêu gọi của giới doanh nghiệp. Tuy nhiên, khẳng định sẽ không để người dân bị phân biệt đối xử hoặc ép buộc một cách bất công, dù cho họ đã được tiêm vaccine hay chưa. Theo các nguồn tin chính phủ, Nhật Bản đang nỗ lực đạt thỏa thuận để hộ chiếu vaccine ngừa COVID-19 của nước này được hơn 10 nước chấp nhận, trong đó có Italy, Pháp, Hy Lạp. Theo đó, những người được cấp hộ chiếu sẽ được miễn hoặc giảm thời gian cách ly khi đi từ Nhật Bản đến các quốc gia đó.